Hôm nay là một ngày cuối tuần, quẩn quá mình không biết làm cái gì. Vậy là mình lại đi cắt tóc. Mà cắt xong tự nhiên đẹp, chán thiệt chứ. Hoài luôn, để cái kiểu tóc gì nó cũng đẹp. Tóc cũ của Nhi là dài tới đây nè. Riết rồi thấy con người giống như một cái vòng luẩn quẩn á. Cứ đi cắt ngắn rồi nuôi dài, rồi cắt dài nuôi ngắn. Anh thợ cắt tóc tư vấn cho Nhi là cắt ngắn lên luôn. Nhưng mà hồi xưa Nhi đã từng cắt ngắn một lần rồi. Đây nè, trời ơi, tao nói để tóc ngắn chăm nó cực dữ luôn. Nên là bây giờ Nhi phải để ngắn kiểu gì mà vẫn cột lên được á. Đó, cỡ này nè, túm tóc đuôi gà lên nhìn cute lắm. Hồi bữa Nhi cắt cái tóc mái thôi mà clip nào mấy bạn cũng không mà là dán cái tóc mái lên. Hận đời quá nên là bữa nay mình cắt luôn cái đuôi đằng sau luôn. Đây là trà sữa Phúc Long Nhi tự nấu ở nhà với đường ăn kiêng. Nó dở lắm nên là mình không có tiện đưa công thức cho mấy bạn. Tính ra là mình vẫn còn nhiều chút lương tâm mà đúng không? Vậy mà ba mẹ Nhi có suốt ngày nói là ăn rồi cứ suốt ngày ở không lên mạng bày người ta chế hết cái này tới cái nọ, người ta mà tiêu chảy một cái là mày ăn chưa hết. Mùa Phật luôn á, người ta tiêu chảy mất chỉ còn ăn. Mà nói bữa nay cuối tuần cho sang chứ thực ra đối với Nhi bữa nào nó cũng như bữa nào. Cũng như đó công việc có cuối tuần hay không thì cũng phải làm. Bữa nay Nhi đọc lại cuốn sách này hay lắm. Nhi cực kỳ thích cái lời văn của bác Nguyễn Nhật Ánh luôn. Thực ra là Nhi cũng có ý định viết sách á, mà dòng tới dòng lui cũng phân vân á, thà là làm clip cho mạng mấy bạn coi nó miễn phí chứ giờ bỏ tiền để mua sách xong đọc hết cuốn sách không nhận được giá trị gì chắc mấy bạn chửi mình tàn mạc luôn. Cái câu này hay nè, gia đình là một thiết chế xã hội nhưng hôn nhân thì không. Không ai và không bộ luật nào buộc những người yêu nhau là phải cưới nhau. Đúng vậy, không cưới người này mình cưới người khác. Ý tính ra người yêu cũ Nhi thích lắm á. Tại vì lâu lâu tụi mình cũng có cái kiểu tò mò về cuộc sống của người kia đúng không? Nó không phải là yêu mà nó là nhiều chuyện á. Rồi mắc công đi hỏi bạn bè xung quanh thử dạo này cố sống ra sao, yêu người như thế nào. Nhưng mà người yêu cũ của Nhi thì sẽ nhàn hơn. Mở daily vlog của Nhi coi là biết dạo này sống ra sao luôn. Thông báo tới anh người yêu cũ là em vẫn rất ổn nha. Ổn lò lìa luôn. Cái câu này mắc cười nữa nè. Vậy hôn nhân cái giết chết tình yêu hay không thì chưa biết, chứ hôn nhân mà không thành thì không những giết chết tình yêu mà qua những dẫn chứng vừa rồi ta thấy nó giết thêm bốn mạng người. Nhi nói rồi, mọi người xiên đọc sách đi, vui lắm. Ngồi đọc sách mà cười như khùng vậy á. Thôi mình phải đi dọn nhà, thấy vậy thôi chứ cũng vất vả bôn ba lắm. Ăn rồi bày xả ra, chọc nửa chồng đấm cho không trừ phát nào. Chồng Nhi hát á, dạo này đang xây dựng cái hình ảnh lãng tử và những bài tình ca. Hồi bữa cha nội nào boss là phụ nữ rất thích đàn ông hay hát, giờ hát suốt luôn. Nhưng mà tình cảm mình dành cho chồng là cũng vơi dần luôn. Trời ơi, lâu rồi mới lục cái tủ đồ này. Nhi có cái tật là hay giấu những thứ mà mình thích, gọi là thích trân trọng, giấu kỹ quá quên ăn luôn. Giờ nó hết hạn sử dụng đổ dầu hết rồi. Còn mấy cái cây tăm nước mẫu mới này của Hengi, tháng trước kêu cất để mang về cho ba mẹ, cuối cùng cất kỹ quá hồi tuần trước về quê quên mang luôn. Rồi chuyển ba đi dọn phòng công chúa rồi đó. Hồi xưa là tổ chọn Nhi rồi á, ai mà gặp Nhi mà nghĩ con gái thuần xỉu liền, mà không biết sao giờ càng già càng thích màu hồng luôn. Đó, ba đứa này là bạn thân của nhau á. Bởi vậy mỗi lần mà qua phòng công chúa ngủ là Nhi giữ trên tuyết dữ lắm. Chứ ba đứa nó nhìn chằm chằm như vậy làm ăn gì nổi nữa. Thấy mấy cái cây giả nhìn Nhi ngầu không? Cây giả mà lá héo như thiệt luôn. Úa đồ. Nay Nhi lôi mấy cái tâm nước ra để sạc pin lại một lần. Nhi có nhiều tâm nước lắm nên là hay lôi ra sạc với lại vệ sinh một lần. Cái cây này từ hồi bữa giờ Nhi còn chưa sạc pin nữa. Cây này của chồng Nhi mới đỉnh nè. Bữa mang đi công tác mà ông đi về quên lấy ra, vậy là bỏ đâu chắc gần 2 tháng á. Vậy là cái nước trung bình là 2 tháng luôn má ơi, cái mùi 10 điểm. Lạ ha. Rõ ràng là biết nó thối mà vẫn ngửi thêm một lần nữa, giống bị nghiện mùi thúi á. Đây nè, cái cây màu này mới là đỉnh cao. Hồi bữa Nhi có review rồi á, xài tâm nước thích lắm, không có xài là được tâm khác đâu. Cái cây tâm nước này nó bắn ra cái tia mà gọi là siêu âm vi bọt khí, không biết gọi nó là cái tia gì nữa, nhưng mà xài nó êm răng lắm. Ê sao tự nhiên cái cảnh tượng này đẹp dữ ta. Mấy bạn chỉ cần xài tâm nước mấy bạn sẽ thấy nó vi diệu cỡ nào. Ví dụ như cái thanh bánh đó là 100 calorie đi, thì có thể là mấy bạn chỉ đang tiêu thụ 80 calorie thôi, còn 20 calorie còn lại có thể là nó mắc ở trong kẽ răng á. Nói thiệt, xài rồi mới thấy là đồ ăn nó dính cỡ nào. Cái cây mới này của Henry là nó sẽ có 4 chế độ với 6 cấp độ, bạn muốn nhẹ mạnh kiểu gì cũng được. Con chó nhà hàng xóm này hay sủa nên là Nhi cũng sủa lại nó. Sủa qua sủa lại mới toại lòng nhau, cứ nó sủa một câu là Nhi sủa một câu, thấy nó mạnh bắn đảo. Đồ của Henry thì an tâm lắm, một đổi một bảo hành luôn. Mấy bạn canh mấy ngày sale như ngày mai á, áp mã này nọ còn có 600 phải không ta? Không, cũng cỡ đó. Nó không có mắc mà xài nó rất là sướng. Bữa nay cuối tuần chồng Nhi ăn cơm xong rửa chén luôn, mà trong tuần cũng vậy. Ăn xong là hai đứa đi chạy bộ lòng vòng quanh xóm. Cái nết chạy bộ mà cứ ngó ngó nghi nghi nhìn người khác đi, người ta tưởng ăn trộm rượt chạy không kịp bây giờ. Mà thật sự mấy cái nhà trong xóm Nhi đẹp lắm, cứ vừa đi vừa ngắm. Bentley đồ nữa, sao mà giàu dữ vậy?